Zombie Players Clash On là một trò chơi điện tử đối kháng sinh tồn trong thế giới zombie đầy thách thức. Trong Zombie Players Clash On, người chơi sẽ kết hợp cùng với zombie, cố gắng sống sót trong một thế giới bị lây nhiễm bởi zombie và các sinh vật khác có thể gây hại. Người chơi sẽ chống lại kẻ thù trong đấu đường 1 và 1 bằng cách triệu hồi quân lính từ những thẻ bài. Có nhiều loại lính khác nhau mà người chơi có thể chọn để tham gia trận đấu. Mỗi loại nhân vật đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, nên người chơi cần phải tìm hiểu kỹ và lựa chọn loại nhân vật phù hợp với phong cách chơi của mình. Người chơi còn có thể sử dụng các kỹ năng đặc biệt để tăng cường sức mạnh của họ trong trận chiến, hoặc sử dụng các vật phẩm hỗ trợ như thả bom, làm chậm để giúp họ trong cuộc chiến. Trong trò chơi Zombie Players Clash On, tính năng xây dựng nhà máy là một trong những điểm nổi bật của trò chơi. Nhà máy cung cấp cho người chơi nguồn nguyên liệu và các đồ vật hữu ích để hỗ trợ trong quá trình xây dựng căn cứ và chiến đấu trong thế giới đầy rẫy zombie và kẻ thù khác. Nhà máy có thể được sử dụng để chế tạo các vũ khí và trang bị hữu ích cho người chơi, hoặc để chế tạo các vật phẩm khác. Trò chơi còn cung cấp cho người chơi nhiều tùy chọn trong việc lựa chọn nhân vật và phong cách chiến đấu, và có thể chơi một mình hoặc cùng những người chơi khác trong chế độ đối kháng nhóm. Những điểm nổi bật của trò chơi như: chọn anh hùng để lãnh đạo zombie, sử dụng chiến thuật để đạt được chiến thắng, mở rộng lãnh thổ với các đồng minh và tham gia các trận chiến PvP khốc liệt, khám phá vùng hoang dã trên lưng thây ma khổng lồ, dẫn đầu thế giới, đánh bại kẻ thù ngày càng mạnh hơn, và tiếp quản các khu vực ngày càng thử thách hơn. Thank you.
bóng này. Thank you.